Tòa nhà ký túc xá trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng, an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường cho khu vực xung quanh. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà ký túc xá này nằm phía trước bệnh viện chấn thương chỉnh hình, được xây dựng từ thập niên 1960. Tầng trệt được cho thuê làm bãi giữ xe gắn máy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Khu vực hành lang tầng trệt bị một số người dân chiếm dụng làm chỗ buôn bán đồ dùng cung ứng cho bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Hai bãi đậu xe máy với hàng trăm chiếc chất đầy trong nhà xe. Do quá cũ kỹ nên nhiều bức tường của ký túc xá đang trong tình trạng bị ngấm nước, bong róc sơn, thậm chí mốc meo và cỏ mọc thành từng mảng lớn. Dù xuống cấp nghiêm trọng nhưng nơi đây lại là nơi sinh sống của rất nhiều sinh viên và các hộ dân. Từ tầng 1 đến tầng 5 có khoảng 40 hộ sinh sống, từ tầng 6 đến tầng 8 dành cho sinh viên ở. Chỉ trong tháng 7 năm 2019 vừa qua đã có 2 vụ cháy xảy ra tại ký túc xá này. Tuy không có thiệt hại về tính mạng con người nhưng cũng khiến những người sinh sống ở đây hết sức bất an. Thêm vào đó, tình trạng cũ kỹ xuống cấp của ký túc xá cũng ảnh hưởng rất lớn đến hàng ngàn bệnh nhân và hàng trăm nhân viên y tế đang điều trị, công tác ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình gần đó. Trước thực trạng trên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần phải tháo dỡ ngay tòa nhà ký túc xá 8 tầng này để giao cho bệnh viện chấn thương chỉnh hình mở rộng khu cấp cứu vốn rất nhỏ hẹp và quá tải.